Chào các em, hôm nay chúng ta lại tiếp tục bài học tiếng Nga lớp 7. Chúng ta cùng nhau đọc đoạn đối thoại. Đoạn đối thoại của chúng ta như sau. Manchik, các chị bé Zavut, em bé, em tên là gì? Меня зовут Алексей. Cháu tên là Алексей. Алексей, это твое имя? Алексей, đấy là tên của cháu à? Да. А фамилия? Петров. Thế còn họ thì sao? Họ là Петров. Хорошо. А отчество? Помнишь? Thế tên đệm theo cha có nhớ không? Помню. Я только не помню дорогу домой. Nhớ chứ? Cháu chỉ mỗi nhớ không nhớ đường về nhà thôi. À, như vậy là trong này chúng ta thấy có một sự ngây ngô. Nếu như đó là chú công an, thì nếu mà em bé nói Alice, thì chú sẽ không hỏi là это твоё имя, đấy là tên của cháu à? Đó. Bởi vì sao Alice rõ ràng đó là cái tên rồi. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng, chẳng qua người ta viết ra đây để chúng ta luyện đọc thôi. À, chúng ta cùng đọc lại nào. Мальчик, мальчик, как тебя зовут? Как тебя зовут? Меня зовут Алексей. Меня зовут Алексей. Алексей, это твое имя? Алексей, это твое имя? Да. А фамилия? А фамилия? Петров. Хорошо. А отчество? Помнишь? Хорошо. А отчество? Помнишь? Помню. Я только не помню дорогу домой. Я только не помню дорогу домой. Ở đây chúng ta có từ khó đọc, đó là từ отчество. Ство. Чество. Чество. Отчество. Отчество. Chúng ta có động từ помнить. Помнить có nghĩa là nhớ. Chúng ta chia я помню. Ты помнишь. Он помнит. Мы помним. Вы помните. Они помнят. Chúng ta có từ только. Только có nghĩa là chỉ có. Я только не помню. Cháu chỉ không nhớ. Не là không. Я только не помню. Cháu chỉ không nhớ. Nhớ cái gì thì ở cách 4. Дорогу домой. Đường về nhà. Дорога sang cách 4 là дорогу. Ở cách 4 bởi vì nó làm bổ ngữ cho động từ помнить. Я только не помню дорогу домой. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau học xong bài đọc rồi. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần bài mới. Trong phần bài mới chúng ta học cách viết địa chỉ trên phong bì. Chúng ta sẽ có đoạn đối thoại như sau. Лена, помоги мне написать адрес на конверте. Лена, hãy giúp tớ viết địa chỉ. Адрес là địa chỉ. На конверте, ở trên cái phong bì. Конверт, danh từ giống đực. Конверт, đi với giới từ na ở cách 6. На конверте. На конверте. Лена, помоги мне написать адрес на конверте. Thầy đọc chậm lại cho các em để các em luyện theo. Bởi vì có một số em yêu cầu thế, thầy đọc chậm để cho bọn em nói theo. Chúng ta sẽ làm như vậy. Хорошо. А кому ты пишешь? Хорошо. А кому ты пишешь? Được thôi, cậu viết cho ai vậy? Виктору. Виктору. Viết cho ai người đó ở cách 3? Anh chàng Victor là người sẽ được nhận thư. Anh ấy sẽ ở cách 3. Victor. Ở cách 3 danh từ giống được thêm đuôi U. Victor. Вот его адрес. Đây, địa chỉ của anh ấy đây. Chúng ta có từ адрес. Адрес, đó là địa chỉ. Trọng âm rơi vào âm tiết A, chúng ta nhấn mạnh vào nó. Вот его адрес. Город Москва. Улица Шаболовка. Улица Шаболовка. Шаболовка. Âm V đọc thành âm F.
Лавка. Шабаловка. Шабаловка. Дом 15. Дом 15. Квартира 10. Квартира 10. Vậy là vừa rồi chúng ta đã đọc xong cái địa chỉ. Chúng ta cần đọc lại nhé. Вот его адрес. Город Москва. Улица Шабаловка. Дом 15. Квартира 10. А его фамилию ты помнишь? Cậu có nhớ họ của anh ấy không? А его фамилию ты помнишь? Иванов. Tên là, họ là Иванов. Значит, будем писать так. Значит, có nghĩa là chúng ta sẽ viết như sau. Будем писать. Писать là viết. Так, như thế này. Так có nghĩa là như thế này. Куда, gửi đi đâu? Россия, nước Nga. Г, viết tắt của từ. Город, Москва. Ул, là viết tắt của từ. Улица. Улица, Шабаловка. Д, là дом, nhà. 15, nhà số 15. КВ, đó là viết tắt của từ. Квартира. 10. Và кому, gửi cho ai? Câu hỏi ở cách 3. Chúng ta sẽ viết họ ở trước. Иванову. Иванов sang cách 3 là Иванову. Và Виктор sang cách 3 là Виктор. Кому? Иванову Виктору. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau học xong cái đoạn đối thoại này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại nào. Đây là bạn Trang hỏi bạn Лена. Лена, помоги мне написать адрес на конверте. Кем đọc đi. Хорошо. А кому ты пишешь? Виктору. Вот его адрес. Город Москва. Улица Шабаловка. Дом 15. Квартира 10. А его фамилию ты помнишь? Иванов. Значит, будем писать так. Куда? Россия. Город Москва. Улица Шабаловка. Дом 15. Квартира 10. Иванову Виктору. Đó là bài học ngày hôm nay của chúng ta. Để các em có thể thực hiện tốt bài học này, các em cần nghe và đọc lại rất nhiều lần. Đây là bài đọc trên cần đọc lại rất nhiều lần. Và các em phải cố gắng viết được bài này lấy một lần. Viết được được hai lần thì càng tốt. Nhưng không nên viết liền một lúc. Hôm nay viết, xong rồi chiều lại viết, hoặc là tối lại viết. À, và ngày mai chúng ta lại viết lại. Chúng ta có bài cứ cách nhau một ngày, cho nên là ngày hôm sau các em sẽ viết lại cái bài này. Và cố gắng mỗi ngày đọc được khoảng 15 đến 20 lần cái bài đọc này. Nếu mà em nào thử thực hiện như vậy một hôm xem, hôm sau em sẽ nắm bài này rất vững và lên lớp các em có thể trả lời thầy bài cho thầy cô giáo nghe rất là hay. Vậy là vừa rồi, chúng ta đã học xong phần bài học ngày hôm nay. Các em nào chưa kịp bấm đăng ký kênh nhớ nhé, bấm đăng ký kênh. Các em hãy bấm like cho video này để YouTube nó biết rằng là em thích những cái video dạng như thế này, để nó có thể là khuyến khích chúng ta đẩy cái video của chúng ta lên đề xuất. Thế và thêm nữa, các em hãy cố gắng comment xuống phần bên dưới những ý kiến của các em về bài học. Và cảm ơn các em. Hẹn gặp lại các em trong bài học tới. Спасибо. До свидания. Các em đang xem video trên kênh Tiếng Nga từ lớp 6 đến lớp 12 do thầy Hoàng thực hiện giảng dạy hàng ngày. Các em hãy bấm đăng ký kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và viết comment bên dưới mỗi video để động viên tác giả của các video. Chúc các em học thật tốt bộ môn Tiếng Nga và hẹn gặp lại các em trong các video tới.